Vừa qua tại xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh chỉ đạo tổ chức hội nghị điểm cấp xã biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ tư giai đoạn 2018-2023. Đến dự có lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, huyện và 51 người cao tuổi làm kinh tế giỏi của xã Khánh Trung. Thời gian qua, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã Khánh Trung tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trên nhiều ngành lĩnh vực, lôi cuốn nhiều người cao tuổi tham gia, đã và đang xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến, có sức thuyết phục cao và bền vững. Thực hiện kế hoạch của Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, huyện Yên Khánh về việc khảo sát đánh giá các mô hình điển hình người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2018-2023, đến nay Khánh Trung có 51 hộ đạt theo tiêu chí năm 2023. Trong đó, số mô hình trồng trọt chăn nuôi là 30, mô hình kinh doanh dịch vụ là 12 và mô hình công nghiệp tiểu thủ công nghiệp là 9. Tổng số mô hình đạt sản xuất giỏi cấp huyện là 4, cấp xã 47. Tổng số lao động được giải quyết việc làm là 151 người. Tổng doanh thu 5 năm của các mô hình là 31,8 tỷ đồng. Nộp thuế cho nhà nước 850 triệu đồng. Đóng góp hoạt động xã hội trong mọi hình thức là trên 1 tỷ đồng. Giúp đỡ cho 58 hộ khó khăn, hộ nghèo vươn lên. Từ thực tiễn, phong trào đã khẳng định khát vọng vươn lên, tư duy mới của người cao tuổi, hòa nhập và tiếp cận khoa học kỹ thuật trong tình hình mới. Qua đó, các cấp ủy chính quyền thấy rõ hơn vị thế, uy tín, tiềm năng của lớp người cao tuổi, tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để họ thực hiện tốt phong trào thi đua trong thời gian tới.